Ok, đây. Cà phê sữa đá và thức ăn. What is this? Who is that girl? Hồ Hoàng Yến. Hồ Hoàng Yến. Hồ Hoàng Yến chẳng lại có ngực ngực bự quá ta. Thôi coi. Yep, Hồ Hoàng Yến. Hồ Hoàng Yến nhìn so beautiful. Hồ Hoàng Yến hả? Tức là ngày 27, 28 St. Albert, St. Paul sẽ có một cái gì ta? Cái hội chợ, ok. Có Hồ Hoàng Yến ở đó và Tuấn, ca sĩ Tuấn An mà anh chàng BD, ok. Okay. Let me see. Am I gonna be able to do this? Oh, you know what? Tôi cầm bằng một ngón tay cầm không nổi các bạn ơi. Một ngón tay yếu quá. Cho nên cầm không nổi là vậy đó. Tôi xỏ, tôi cầm phone này xong rồi tôi xỏ ngón tay vô, thức ăn nặng chịu sao chịu nổi. Thấy không? Nè, nó nặng như vậy nè. Đó không? Cái này không là 58 đồng các bạn. 58 đồng. 58 đồng với 23 đồng. 83 11 ok. 82 17. 7 với 11. 81 đồng. Boom. Done. See? Qua wow, support ăn Kim. Ê, vậy ăn Kim xin lỗi. Nói ảo. Support bé Kim và bé Thanh. Kim và Thanh là hai người thiết là dễ thương. Bữa tôi cứ đi chỗ Asian Food Direct mà tôi không mua cái gì hết các bạn. Tôi nhất định phải chờ quay lại đây để mua. Hôm đó là Sunday tôi đi nhà thờ ở Saint. Ê. Khoan. Cái đồ sao nó đổ. Tại trong đó có một cái hũ container có huyết phải không? Rồi thức ăn ủa? Tôi đâu có thức ăn gì có phở đâu ha. Không có các bạn. Đó. Sài Gòn Asian Food Market đấy các bạn. Cái dashcam của tôi đang chụp hình, tôi đang thâu vô, tôi chỉnh ngược lại để thấy. Và đang nói gì? Hôm bữa đi Asian Food Direct là tại vì kế cái nhà thờ của St. John Catholic Church in Savage á. Xong rồi tôi ghé Asian Food Direct, trong đó có một cái phở, the best phở restaurant, ok, nó gọi là the best phở, quote, the best phở, quote unquote, ok. Có ai mà lì không, dám cho mình the best phở. Người ta ăn người ta không thấy the best, người ta có phải chửi thối đâu không, ok. Dám gọi là mình là the best phở Inc. Thì đó, tôi ăn, từ đây đó, tôi nhìn, tôi vô, tôi lấy một cái. What the hell? Thế này các bạn, the best phở, see? Sunday vừa rồi tôi đến, tôi lấy cái này. Và tôi tham quan, tôi coi bên trong nhà hàng rất là thanh lịch và sạch sẽ. Nhưng mà tôi không thử, tại vì tôi biết tôi sẽ đi ngang qua đường 13 này để về Bloomington. Thì tôi biết tôi sẽ cần phải mua thức ăn của Kim và Thanh, ok? Em Kim và anh Thanh, hai người owner của cái Sài Gòn Asian Food Market này. Bên trong có một cái Sài Gòn phở Temple. Temple có chữ O chứ không phải là Temple mà chỗ thờ phụng Thiên Chúa gì đâu. Và hôm nay, đó là Sunday ha. Sunday, Monday tôi có mua gì không? Monday hôm qua không có mua, ok, hôm nay. Không, một tuần tôi lên đây tôi support là 3-4 lần đó. Chủ tiệm nail mà, đâu sợ tiền bạc xài chút xíu đâu xa đâu. Đồng ra đồng vô để make money, okay? Exchange hand, get the economy going, right? Thì đó, Sunday cũng 50 mấy đồng, 60 mấy đồng, rồi bây giờ 81 đồng đó. Pretty good, right? Pretty good support system. Thanh và Kim có. Bây
giờ trời massive chemtrail luôn các bạn. Đây chemtrail trên bầu trời luôn, bực quá. Coi tôi không thích gì hết. Tôi là người tin tưởng về flat earth, các bạn biết flat earth không? Mặt đất phẳng và không lung linh đó. Flat, the earth is flat and stationary. Đây là dấu hiệu những người chụp hình mà nó làm như vậy là flat earth các bạn. Ok. Đó, bây giờ tôi đang đi trên đường 13 nè và 117 street nè, Horizon Drive nè, nó giờ bay về. Mới cắt tóc, các bạn thấy đẹp trai không? Cái video này thì không biết, tại vì cái video cũ thì tôi mới làm thôi. Tôi đi qua bên Trung Bùi và Trinh Bùi là hai chị em BT Hair Salon á, BT tức là Bùi Trinh hả ta? Yeah, BT Hair Salon. Đến nó không gặp Trinh, chắc Trung nói là Trinh đi run errand, tức là công chuyện lặt vặt đó mà, phải không? Hai chị em làm việc với nhau rất là thành công các bạn. Các bạn nên ủng hộ hai chị em đó. Ok. Hồi xưa tôi không nói dối gì nha, cái đây cái tiệm mà bồ cũ của tôi, cô bé này tên là Nguyệt, ok, cô own cái tiệm Auntie right here, đường Diffley và đường 13 nè, thì tôi có đến. Nhưng mà sau này cô Tuyết là cũng bằng tuổi ngang với tôi, là sinh năm 67, tôi không biết cô, chắc cô lớn hơn tôi một vài tháng gì đó. Nguyệt thì hồi đó sinh năm 70 hay bao nhiêu không biết đâu, là bồ tôi hai lần. Lý do là break up xong come back, cho nên bồ hai lần. Và tôi support, tức là người không có còn yêu thương, không có còn một chút feeling gì với her hết, nhưng mà mình support để cho she có good business rồi em. Nhưng mà bây giờ she nghỉ luôn rồi, she bây giờ she đi làm gì biết không, làm nail, trong tay giống như tôi á. Tôi là chủ tiệm nail, nhưng mà she là she làm cho, tôi tin là bên Heidi. Heidi nail salon ở bên Lakeview đó. Là tối đó, thế là tôi có một anh chàng Daniel kia. Anh nói, ê, Cường, có phải là hồi xưa Cường có quen biết gì người không? Tại Nguyệt làm chung với tôi mà cũng nói chuyện qua tình thoảng, mình nói về Cường, cái nói Cường nice guy, phải không? Tại mình đi thông dịch cho anh Daniel Hà, anh Danh Hà phải á, tên Mỹ là Daniel. Anh nói, yeah. Ok, nói nha, biết chứ Nguyệt hồi xưa là bồ của em ở lúc em học trường đại học ở UFM á, tụi em bồ bên nhau rồi nha, yeah, biết chứ. Xin nói chết mẹ. Từ nay không dám nói chuyện với hơn nữa, tại ai mà nói nữa là mình nói bật mí, mình nói xấu gì Cường, hoặc mình nói nhiều về Cường có xin bực làm sao, phải không? Cái tự nhiên hi nhột hi nói chết mẹ thôi, từ nay không dám ho he nói chuyện với hơn nữa. Cái mình nói ủa đâu có gì đó anh, trời ơi, cái đó là 2-3 chục năm trước rồi, đâu có chuyện gì, đâu ai mà thù dai hoặc có vấn đề thù hận với nhau đâu mà anh lo. Cùng lắm mà khi mỉm cười là nói về bộ cũ của hơn mà siêu anh không biết thôi, giờ anh biết thì đâu xa đâu. Đó thôi, như vậy không có ổn. Nói vậy như vậy không ổn. Nói, ok tụi anh nói, anh em đâu cấm đâu, hey Mỹ free, you know, in this life you gotta do free things what you wanna do, ok, làm bất cứ chuyện gì mình muốn, tại vì mình là người tự do mà. Nếu mà mình không làm theo ý mình muốn đó, là mình bị nô lệ, ràng buộc với cái vấn đề nào đó. Ok, mình bị nô lệ về vấn đề. Thí dụ như các bạn không dám nói gì á, mình sợ cha mẹ ông bà mình la mắng mình á, tức là mình là nô lệ cho ông bà của mình. Mình sợ ông bà mình không dám làm gì hết. Đó, cái đó là no good, ok. Muốn gì thì làm. Tức là mấy cái thằng Robert Downey Jr. đóng vai Iron Man á, người sắt á. Thằng cha nó nói mà là rất là thông minh, nó nói là mày, when you go to party, smile, nod and agree, and then you can go home and do whatever the fuck you want. Tức là mình khi mình party á, mình mingle với người ta, mình xã hội, mình giao thiệp với người ta, thì mình gật đầu, mình nói yes và mình cười, mình đồng ý với họ để cho họ happy. Tức là mình cùng phe với họ, mình không có phản họ hết đó, mình không có đối lập với họ hết đó, mình đồng ý hết, tuân theo, cuốn theo chiều gió của họ nói gì nói. Nhưng mà mình về nhà mình do whatever the fuck you want, tức là đủ má muốn làm gì làm. Hiểu không? Không có sợ hết. Đó, cái đó là cái hay của người gọi như là cứng cỏi trong lòng, không sợ ai ban mình hết, không sợ ai làm mình ngã nghiêng về nơi nào hết. Mình gặp thằng A thì mình đồng ý thằng A, mình gặp thằng B nó đối diện với thằng A thì mình cũng đồng ý với thằng B luôn.
Nhưng mà mình về nhà mình làm theo kiểu C của mình, ok? Task, life, ok? Cái đó là một cái cẩm nang rất là tốt để cho mình huấn luyện và mình thực tập. Tự nhiên khô cổ quá ta. Ok? Đó. Ngoài ra có nói gì nữa không ta? Tôi không biết nói gì nữa đó các bạn ơi. Exit Oshakati Road. Oshakati Road, nhưng mà sự thật nó nói là East Oshakati Road là các bạn phiền đó. Phải có chữ East vô, phải có hướng Đông vô. Tại vì cái đường nó dài, nó không biết nó mình nói Đông với Tây nó khác nhau, gọi như là 10 mai là cho nên 10 mai tức là 15 dặm, 16 dặm đó, 16 cây số các bạn biết không? Tại một cây số 6 là 1 mai, ok? Cho nên nếu mà cái con đường nó dài 10 mai tức là nó 16 cây số, cho nên mình phải nói Đông và Tây hoặc là Nam và Bắc. Nói là đường Oshakati Road hướng Nam, đường Okashi Road hướng Đông. Đó. Ý là nó rõ ràng như vậy. Chứ không phải như Việt Nam là đường khúc gọi như là đi kẹt vô ngõ hẻm cái hết đường. Các bạn ta ơi, bao giờ trở lại, biết bao giờ ăn được bát cơm ngon, được nghe tiếng tôi cười, biết bao giờ. Oh my god. Ebert Construction. Ok, về tiết kiệm là 3 nha.